Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi đồ trưởng lão cúng xuân mai cho anh em xem nhá. Anh em ơi, một quạt như Khải vừa soi thì đây, hiện tại đang sở hữu mình một con ngựa kháng cảnh em đó, có dòng sáng dưới chân anh em, đẹp chưa? Kháng cảnh em, con ngựa này ở server khoảng tầm 4 triệu anh em. Con ngựa này hiện tại ở giá mà giá bán ra hoặc là giá buôn ở server này khoảng 4 triệu anh em. Chúng ta cùng tiếp tục xem cái nón. Hiện tại đang sở hữu mình một cái nón 2320. Ếc này là nghe mi nam nha anh em. Ếc này là nghe mi BD nha anh em. Đó. Này nghe mi nha anh em. Hiện tại đang hạng 53 thì Khải nghĩ check cấp khoảng tầm 152 thì cũng tầm ngang ngang Khải. Đây em đúng không biết, nếu mà anh Vinh thì nó sẽ hơn. Đúng rồi, tầm 150 mấy thôi nè. 152 đó. Rồi, đang sở hữu một cái nón 2320. 2320 khá là đẹp. Nón này thì hai dòng thì Khải nghĩ cái nón này giá khoảng tầm, nếu mà mua mà đỡ mua mà giá thiệt tình thì Khải nghĩ chắc cũng cao lắm là 2 triệu hơn anh em, 2 triệu hơn cái nón này. Được dòng nội lực dưới phòng thủ ơi, nhìn cũng chưa được đẹp lắm. Và đang sở hữu mình một gia truyền kháng cả 16 15. Giá truyền này thì hiện tại server chắc cũng tầm hơn 2 triệu anh em. Giá truyền này cũng hơn 2 triệu. Áo 4029 rồi, áo khá là đẹp nha. Áo này mà nghe mi nam thì quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Áo này thì Khải nghĩ ở server chắc bán cũng tầm hồi đầu server thì hơi mắc. Khải chỉ nói những cái giá tầm gần đây thôi nè. Hiện tại giá của hiện tại server thì cái áo này chỉ khoảng tầm 700-800k. Đắt lắm thì khoảng 1 triệu nè. Và cao vũ khí kháng lô 30, cao vũ khí kháng lô 30 này thì khoảng tầm 5 kim, khoảng 300k. Khoảng 300k. Kháng lô 30, sinh lực nỗ lực. Phát sáng, để phát sáng luôn. Nếu mà hồi đầu thì những cái cây như thế này rất là đắt tiền nè. Nói cái dòng kháng lôi 30 không đã hơn 2-3 triệu rồi. Anh em có nhớ hồi Khải bán một cây kháng lôi 30 bán 2 triệu không nè. Kháng lôi 30 sinh lực lực như là Khải nhớ là cây này luôn. Nhưng mà cái kháng độc nó cao hơn chứ không phải như cây này. Cái Khải cũng sinh lực động lực luôn mà kháng lôi 30 và độc sát chứ. Độc sát đến 35 điểm lận. Cây đó hồi Khải bán 2 triệu. Cái này thì tầm này thì khoảng tầm 3-400 nghìn nè. Bao tay, ôi bao tay đẹp nha. 22-30 bao tay này chắc lượng anh em. Bao tay này, những bao tay mà phòng thủ làm chậm anh em, nó rất là độc hàng anh em. Bao tay Khải nghĩ bèo lát phải mua ít nhất phải 3 triệu anh em, 3 đến 4 triệu bao tay này. Nếu có thông pháp nữa thì đường môn chắc chắn sẽ thêm, nhưng mà tầm này không thông pháp nên là chỉ cho những em mi hoặc là cái bang xài dòng 1 thôi anh em. Đó. Đó, ok là Khải trả nhiệm vụ á. Hiện tại thì tính ra bao tay khoảng 3 triệu. Tay khoảng đây, chúng ta vừa rồi tiếp tục đến bao tay rồi đúng không? Đây, bao tay khoảng chung hai món này bèo lắm cũng 5-6 triệu nè. Hai món phòng thủ lấy làm chậm này, khoảng 5-6 triệu. Rồi, đang sử dụng một cái nhẫn kháng lô 30. Nhẫn này đầu tiên là 2-3 triệu một nhẫn lần nè, nhưng mà tầm này rẻ rồi. Tầm này cái nhẫn này Khải nghĩ chắc cũng tầm cao lắm, mua cao lắm là khoảng 10 kim nè, khoảng 700k. Tại vì mát mà nè, khoảng 700k. Rồi, nhẫn này kháng lô 30, hai nhẫn kháng lô 30 luôn, quá đẹp. Hai nhẫn này kháng lô 30 quá đẹp luôn em ơi, cũng khoảng tầm 700k. Nhẫn này thì đẹp hơn nội lực 141. Nhẫn này nội lực 438 thôi. Đai lưng 30 thì đai lưng này khoảng tầm 2 kim nè, khoảng 150. Ngọc bội làm chậm 40, sinh lực 160. Ngọc bội này khá đẹp, sinh lực lực luôn, sinh lực cao nè. Cái ngọc bội này hồi đầu server khoảng 3-4 triệu cái nè. Tầm này thì nó ra rất là rẻ. Tầm này mà Khải nghĩ nếu mà thiệt tình mua cái này đắt, Khải nghĩ 5 kim nè, khoảng 300k cái ngọc bội này. Tại vì những ngọc bội mà như thế này ở thành bán chỉ còn 1 kim thôi nè, 1 đến 2 kim thôi nè, thì khoảng 100k đến 200k thôi. Còn cái này cao lắm, Khải cả nghĩ là 300k so với giá hiện tại bây giờ. Giày khá đẹp, 3929 khăn lôi. Nói chung là thứ yên này khăn lôi, nếu mà tính luôn cái dòng khăn lôi phổ độ chúng sinh thì thứ yên này Khải nghĩ khăn lôi phải chắc chắn khoảng 75 cộng 7 đó nè, không biết đâu nè. Tại vì cái dòng phổ độ này nọ nữa thì kháng nó đã thêm 3-4% nhỏ rồi, 3-4% lớn rồi. Đây này, 1 kháng lôi này, 2 kháng lôi này, 3 kháng lôi này, 4 kháng lôi này, 5 kháng lôi này, 6 kháng lôi này, 7 món kháng lôi này, anh em thấy chưa? Đặc này bèo lắm, nếu không có dòng kháng cả của Nga My nữa thì bèo lắm phải 75 cộng 7 hoặc là 75 cộng 8 nè. Lượng phòng thủ thì quá đẹp, 2 món này, 1 món 22, 1 món 23. Được rồi, Khải nhẹ thử tổng đồ như 2 món này 5 triệu, gia truyền này khoảng 2 triệu là 7. 7 cái này khoảng 500k, 7 triệu rưỡi, 8 triệu. Cái này cộng thêm ngựa nó là tổng 15 triệu nè. Khải nghĩ là tổng 15 triệu. Cộng thêm ngựa 4 triệu nữa, tổng 15 triệu rồi. Ok anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Cún Smile một like chia sẻ, cũng như video Khải một like chia sẻ cho nha.